Dạ xin chào khán giả Kinh Khương Dừa. Dạ chúc quý ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha quý ông bà cô chú anh chị. Dạ quý ông bà cô chú anh chị thấy cái cảnh này quen mà. Dạ. Quen mà. Nhiều khi quý ông bà cô chú anh chị có nhớ là bữa Khương Dừa cũng dắt xe ra rồi Khương Dừa đi giao 500 gram yến rồi bị bom hàng bữa 18 tây bữa mùng 7 Tết đó ông bà cô chú nhớ không? Dạ. Bữa về rồi Khương Dừa nghĩ lại rồi Khương Dừa mới gọi lại cho ảnh. Khương Dừa nói thôi anh ơi thì bây giờ em ở Bến Tre rồi thì làm đồng hương của anh mệt quá thôi anh dọn qua chỗ khác nở đi. Thì anh gọi lại Khương Dừa nói là bữa nay là anh dọn qua Tiền Giang rồi nên bà con cô bác ở Tiền Giang cũng lưu ý nha, coi chừng vài bữa coi chừng bị ăn bơ mạng nha. Dạ hôm nay là Khương Dừa có một cái đơn giao hàng mới. Dạ nhưng mà không phải 500 gram, chỉ có 400 gram mà hy vọng hôm nay là mình đầu xu đuôi lọt nha quý bà cô chú. Dạ giờ Khương Dừa đi làm rồi, sẵn giao giùm ba của Khương Dừa luôn. Chuẩn bị chưa ba? Chuẩn bị bốn hộp á hả? Bốn hộp đây hả ba? À thể thang để tao ấy nè. Đủ chưa? Nhưng mà thì đủ rồi đó, nhưng mà bây giờ mày xích ra coi, mày xích ra tao qua tao tới chưa? Nhưng mà bữa nay nữa chắc chưa? Chắc ăn như bắp luôn. Chắc phải không chứ đừng làm như hổm nữa nha. Nếu mà không ấy thì con bù tiền cho ba. Nếu mà không ấy mà bị bom nữa mày phải bù tiền lại cho tao à. 16 triệu phải không? Thì này là giao ở quận nhất bà con cô bác. Bây giờ Khương Dừa đi làm luôn, cái Khương Dừa ghé Khương Dừa giao cái Khương Dừa vô làm luôn. Nhưng mà mày hứa là nếu mà mày bị bom nữa mày về mày trả tiền nha, chứ tao không có chắc mà cái chỗ này con biết chứ tao không có dẫn mà đâu để mà bom tới bom lui rồi nha. Nếu mà bị bom nữa thì chiều con về mua cho ngoại ký bom. Đó bây giờ mày sẵn đi làm, trên đường đi làm mày giao mình ba bốn hộp này đi. Ủa vậy sao ta? Thì cái này treo không, cái này cột, cái này cột qua đi cột. Rồi cái tặng bịch luôn hả? Không, lấy cái vỏ về, lấy cái vỏ về tặng người còn đi giao nữa mà. Dạ. Đó. Bỏ vô hả? Không vừa đâu. Không con ấy thì cột này cột rồi. Rồi bữa nay thì giao giờ được hàng thì về mới tính ship nha. 16 triệu ha. Được hàng mới về tính ship nha. Nếu mà được 16 triệu thì con lấy 100 ngàn trong 16 triệu đó ra. Rồi đúng. Còn không được thì thôi. Không được mày phải trả tiền ship lại tao. Không được thì con sẽ đứng ở ngoài chợ con bán luôn. Rồi. Thiệt con lấy xui dữ vậy. Rồi bây giờ mày đi giao cái cho, đo này cho con một nhé. Cái túi ba gang đi, cái túi ba gang để làm gì vậy? Thầy có chung chuyện ba nghe nói, nghe túi ba gang chưa? Người ta nghe nói ăn một quả khế trả một cục vàng, mang túi ba gang mang đi mà đựng. Dĩ nhiên là em ăn túi ba gang đi đựng vàng, cứ lấy túi ba gang cho con ba một hộp nhớ. Một hộp yến là một một ba gang một ha. Một hộp yến mà không là một tay yến làm trả một cục vàng mà cứ đem cho con đi. Rồi nè, mang túi ba gang đây. Này, túi bao gạo hả? Túi bao gạo ba gang nào quan mày hỏi đó, túi ba gang tao phải là đó, phải giờ cái này vừa chưa? Thử cái ba gang không nha. Cái đó vừa dư, dư ba gang rồi. Đó ba gang với dư ba gang tao nói bình tham sao? Không có, nhưng mà mình lấy đủ ba gang thôi. Còn đấy này có cái sổ rồi để cột miệng. Đây đây ba gang nè. Đủ ba gang đó. Là ta trong chuyện cổ tích là ba gang là ba gang chiều ngang hay chiều dài. Rồi mày đi mày chị con giáp nguyên bao vàng cho không ạ nha. Trời ơi. Rồi tao chuẩn bị. Tao chuẩn đâu có chưa? Tao còn chuẩn bị một to đi giao nữa nè. Giờ tao đi giao nữa. Đâu ngoại? Giao ở ngã tư Bình Điền. Bình Điền hả? Ba gần ở ngoại đi giao đi. Để con làm mối lớn cho. Bữa nay là chia sẻ bà con cô bác, hôm nay là cái nào dán tem vô. Bữa nay là ông ngoại trúng mánh nha. Là Khương Dừa đi giao cho ông ngoại là một ba đơn là là 400 gram yến nè. Còn này là đơn này là của lát em của Khương Dừa đi giao là 500 gram nè, cũng quận nhất luôn. Rồi bây giờ tôi đi giao ở ngã tư Bình Điền. Sao ngoại đi gần quá vậy? Chứ sao mấy cái chỗ gần để ngoại đi, ngon chỗ ăn, xa rồi mấy đứa đi dùm ngoại. Ngon ăn quá vậy. Đó thôi giờ Khương Dừa đi nha quý bà cô chú, hy vọng là hôm nay là đừng đừng thôi đừng nói chuyện xui đừng nói chuyện xui. Dạ vô con đường với lại không có học sen đó mày. Đó đây có đủ hết đây bà con cô bác. Khương Dừa cũng xin lưu ý với bà con cô bác nha. Dạ tổ yến trà sữa chỉ có một số điện thoại duy nhất nè. Dạ rồi chỉ có một số tài khoản duy nhất để chuyển tiền cho yến đó, nên bà con cô bác lưu ý để bữa giờ là bị gạt nhiều quá rồi. Dạ Khương Dừa nhắc đi nhắc lại hoài luôn á, sợ bà con cô bác nhiều khi muốn mua cái thấy cái clip cái bình đặt bình luận trong đó cái cho số điện thoại cái mấy cái
rồi người họ giả danh đó, họ vô họ lấy số điện thoại họ nhắn qua lại, cái bắt đầu đưa nhắn số tài khoản cái chuyển tiền qua, rồi xong cuối cùng không nhận được ý mà mất tiền luôn. Nên quý bà cô chú lưu ý dùm Khương Dừa nha, trên fanpage cũng vậy luôn. Dạ hôm nay Khương Dừa có chạy cái số điện thoại ở trong clip luôn để quý bà cô chú lưu ý. Dạ hôm nay là một cái hộp yến gì là 100g là 4 triệu đồng bà con cô bác. Dạ được tặng kèm thêm một hộp sen, dạ với lại một hộp đường phèn nè quý bà cô chú anh chị. Dạ mua hai hộp thì được tặng thêm được một hộp trà hoa ngũ cúc ngũ cốc này, dạ để pha uống. Ôi cái này nó bị méo à chung lấy hộp khác, mua nhiều mà. Đó đó này, hai hộp thì tặng theo hai hộp ngũ cốc đó. Rồi rồi con đi giao nha mày, rồi mày đi rồi, trước tao đi sau, rồi bình an, rồi chiều con sẽ giáp một bao vàng về cho ngoại. Rồi giờ Khương Dừa đi nha quý bà cô chú anh chị. Xin chào. Dạ dạ xin chào khán giả, Khương Dừa đã tới nơi rồi quý bà cô chú anh chị ơi. Dạ kẹt xe quá trời quá đất, nói chứ hồi nãy Khương Dừa nói với ông già vợ Khương Dừa là Khương Dừa rất là tự tin, tại vì đây là khách quen, hồi xưa Khương Dừa có đi giao sầu riêng cho cô ấy rồi, bằng Dung, bé Dung, chào em, chủ tiệm vàng đó. Và ông cô bác hiểu lý do vì sao Khương Dừa lấy cái kêu ông bà vợ Khương Dừa chuẩn bị cái bao rồi không đó. Đây là tiệm vàng ở 115 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bé đang bán vàng rồi. Chào em. Khỏe hả? Để anh đeo cái mít đi. Đang lựa vàng hả? Bán vàng khỏe hơn không em? Để bữa nào anh chuyển qua anh bán vàng rồi, bán yến cực quá. Khoai luôn hả? Anh còn chưa có khoai anh ăn đó, đeo mà anh luôn đi. Biết đeo không? Đeo ăn đây nè. Đây nè. Ờ, dắt đó. Đúng rồi. Để một bên đi, để cho bé nó bán hàng. Trong thời gian bé nó bán hàng đi lựa vàng. Em đang bán hả? Dạ, anh lấy đi, bỏ rồi em đi. Anh mua gì không? Thấy vàng cái mình sáng mắt liền ha. Ngộ quá. Ai thấy vàng với tiền cũng sáng mắt đó. Bà bữa anh Clement anh mua này anh tặng công ty nè. Dạ đúng rồi. 2 đô. Với lại anh mua cái bao gì cũng ở đây luôn không ta? Cái gút không phải. À. À bữa anh mua cái này nè, bữa anh Coleman đầu năm Coleman tặng cho mỗi người một 2 đô nè quý bà cô chú anh chị. Dạ mà năm thôi chưa tới năm hả, hồi bữa anh giao sầu riêng tới giờ mới gặp em phải không? Nè anh gửi lại tháng năm gì á, tháng năm gì á, nay là mới tháng 2 rồi chuẩn bị bước sang tháng 3. Giờ ba buôn bán được không em? Sầu riêng anh bán cũng lai đai mà sắp đóng cửa rồi. Sao vậy? Sầu riêng ít quá, không có sầu riêng để nguồn để bán. Nào có sầu riêng cho anh em qua nhé. Hả? Nào có sầu riêng cho em đặt ăn mấy chai. Để lát anh kêu gửi qua cho. À. Để lát anh kêu gửi qua cho. Anh lựa nha. Ờ anh lựa. Tại em cũng tặng mấy người là những ở nhà ăn qua là con. Dạ mà ăn được không, ngon không? Ngon, người nào cũng khen ngon. Đảm bảo luôn phải không? Dạ. Nay nhìn thấy hơi ốm không, đập rồi phải không? Tại đói à. Đói hả? Khoai, giảm cân. Sao vậy? Có tiền mới đầu tư vô vàng đó. Có tiền đổi vô vàng hả ta? Ngược cười. Sáng khoai lang rồi gì đậu phộng với lại bánh ú hả? Bánh ú à. Anh ăn đi. Thôi ăn, giảm cân rồi, xin học đậu được không? Được anh. Đậu hơi bị ngon luôn á. À. Đậu đặc quyền á. Bà chủ quán vàng mà bà lúc nào bà cũng cô chủ chứ không phải bà chủ. Cô chủ quán vàng mà lúc nào cô chủ cũng than khổ hết trơn á. Cái bận mặt hơn thiệt. Thế hả? Nhà nghèo ba má đông mà. Ừ. Bán vàng cực quá à. Thì có một tiệm, nhỏ xíu à con bác. Có tiệm nhỏ xíu, tiệm em nhỏ hơn tên nhiều mà. Nhỏ. Ừ. Khổ lắm. À. Có hai chị em bán hả? Anh lựa cho vợ anh hả? Nhìn thấy vậy chứ đâu có thấy thích chứ không có tiền mua. Sư... À,
Xưa giờ không có em mua vàng em ơi, ai tặng là lấy à? Dạ, dạ em lựa đi em tặng anh. Tặng anh xỉu luôn. Đôi. Đây có nhiều cái mẫu quá, đẹp quá ha. Đẹp quá trời. Mấy này chắc cho mấy đứa nhỏ đeo hả? Nhỏ người lớn luôn anh. Anh thấy mấy đó đẹp quá ta. Nhưng mà nít được lắm á. Nhưng mà nít đeo sợ nó nguy hiểm không? Không có gì đâu. Đi học nữa. Nó nhỏ dễ thương. Hả? Dễ thương ha. Trâu á. Trâu. Hôm nay năm trâu. Con anh tuổi gì ta? Tao anh tuổi ngựa với tuổi con chó. Chó có chó luôn. Con chó luôn. Chó ngựa đầy đủ hết. Bà xã anh tuổi thì tuổi con cọp. Có cọp luôn. Anh thì tuổi tí, con cọp luôn hả? Đó. Con này con gì? Đó, ngựa. Ngựa hả? Này nam đeo cũng được hả? Được. Nít sợ, nít sợ nó đeo nó dục không ta? Chó nè. Nó dục hả? Không, chó. Dục hả? Chó. Ở cái này dễ thương quá, này cho anh cho trà sữa đeo chắc dễ thương lắm này. Trà sữa đây dễ thương lắm. À. Này nhiêu ta? Rồi được, coi được anh bán, anh lấy tiền yến xong anh mua hết luôn. Tiền yến là của ông già vợ. Nhưng mà anh sẽ lấy tiền đó anh mua cho con gái anh. Để con. Yến đổi vàng. Giờ yến đổi vàng. Bao nhiêu tiền yến đổi qua vàng hết. Thiệt luôn hả? Ký yến là ký vàng. Thiệt ha. Dạ. Bao luôn. Anh bán em ký, em bán lại anh ký vàng. Được, mà. Một cái yến đổi một cái vàng. Ô quên, cái yến đổi lại cái vàng. Đúng rồi. Anh có mang theo túi ba gang thiệt luôn á, anh nói thiệt anh là sáng. Đừng có không? Đúng rồi. Ở sáng vừa biết là bán yến cho bà chủ già, bà chủ tiệm vàng cho nên con vừa kêu mấy ba kêu ba vợ con vừa chuẩn bị một cái túi ba gang. Đó thiệt. Mang đi mà đừng. Thiệt nè. Anh nói dốc em đâu nè. Trời. Anh nói thiệt luôn nè. Thì chắc anh bỏ hai chị em vô được à. Nè, một gang này thấy không? Hai gang thấy không? Ba gan, đúng ba gan không? Đó, người ta dạy mình cái gì đừng có tham lam. Cái gì lấy vừa đủ thôi nè. Còn lấy nguyên tủ em luôn đi. Lát hốt mà không hết vô. Thiệt á. Không biết. Đây Yến này. Dạ dạ, chờ xíu à. Khổ. Mấy anh chị mặc một phần. Cái này 4 hộp. Này là hộp 100 gram nè. Em có vận chuyển đi đâu không? Gói Mỹ hả? Ui, gói Mỹ gì phải thông báo trên trước để anh bó lại chứ nó bể. Bó sao anh chỉ đi để em bó lại. Ui, nó bó cực lắm. Chắc để anh đổi lại đi. Để nhỏ bạn nó gửi đồ á. Nó biết nó làm cũng được. Yến gửi khó lắm nha. À, Yến gửi khó lắm á. Yến gửi phải theo dịch vụ, nó không cho gửi. Đúng rồi. Tại vì này em gửi bên chỗ mà thực phẩm thôi. Em phải gửi, em hỏi kỹ nha. Em hỏi kỹ nha. Chứ gửi là khó lắm, với lại phí nó cao lắm, phí hình như cao 2-3 triệu gì luôn á. Cái này em phải lấy cái bịch bóng á, bịch mà mình bột đoan á. Mình quấn lại. Quấn từng cái một cái nè. Không nói anh trước nên không biết đâu. Nó bể. Không, tại cái này bỏ vô thùng nữa mà. Nhưng mà nó sẽ bể á. Phải cố định á, nó bể, sợ qua bể nó nát. Rồi phải bó cái này lại kỹ lại lắm. Em gửi hết luôn hay sao? Ở đó không biết, thiệt tình luôn. Vậy hả? Cái này là kèm theo đường phèn. Cái này là sen. Sen đó ngâm lên em nấu. Cái này là hộp theo tặng. Đây là ngũ cốc. Mua 4 phần được tặng 2 hộp. Còn này là cái độc. Cái độc không có lì xì nha cưng gái. Còn này là quá đơn tính tiền. Quá đơn tính tiền không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Cười gì cười. Này là con bác nãy con vừa chuẩn bị sẵn nè. Đó, mua một tí ta một vàng con túi ba gan mang đi mà đựng đó. Con vừa chuẩn bị mua túi ba gan. Giờ em gái qua bỏ vô em gái nè. Bỏ em hả? Bỏ em bỏ vàng á. Còn bỏ em cái không? Này lấy lại. Cái bao này phải lấy lại. Ủa? Trời kỳ anh khuyến mãi luôn chứ. Cái bao này đi giao có cái bao này em biết, bữa anh lấy cái bao này đi giao anh bị bơm nửa ký, anh cũng muốn xỉu. Qua đây có bơm đâu, thấy không? Mua yến
Thiệt á bà. Bữa anh nói mới nói là chắc ăn mà, nói bây giờ là chắc ăn mà. Đổi lại thì giờ cân vàng thì cân yến rồi cân da tiền và cân vàng bỏ vô. Bốn một điểm của anh đồ đây em được không? Hả? Bốn một điểm của anh đồ đây em được không? Chết à. Để anh hỏi bà xã anh có mần mắm không, muốn sao nữa. Đúng giờ. Giờ mần mắm không vô sao? Giờ anh lấy. Hay là anh lấy về rồi cái anh nào đăng ký thì anh gửi lại cho được không? Ở đây em á đang ế. Ôi. Chủ tiệm vàng mà ế vậy? Rồi đó. Bây giờ mà sợ. Thôi em vậy sao ta? Hay là anh kêu đem lên lại cho bó là cho em đi chứ em không có bó em gửi vào nó hư á. Kệ đi để hỏi bên chị biết bó không? Xem có bỏ được không, không bỏ thì mẹ liên hệ anh lại. Không quấn thì dễ lấy cái đồ thức ăn quấn lại à. Lấy thì dễ mà. Quấn lại rồi cố định lại chứ em sợ đem qua tới bển nó bể. Tại bữa giờ người ta bà con cô bác bên bển ta cũng có đặt. Có đặt. Vận chuyển. Em quấn lại cho nó tầm tăng. À, đúng rồi, quấn dụng về dễ đây mọi người. Rồi bỏ vàng vô đi em. Dạ. Gom hết đi nè. Này chó cho trà sữa phải không? Lấy cái bao bỏ vàng vô đi. Cái này thôi hả? Không, cái nào bự bự á. Bự. Gom hết vô đây nhiều nè, đây nhiều nè. Gom hết nè, không đủ anh ơi. Anh hả? Gom hết nguyên tấm này không đủ bao này anh. Anh về lấy thêm bao đi. Về lấy bao nữa hả? Trong quá trình anh về đóng cửa. Em trốn luôn. Thôi chứ ghẹo bà chủ chơi thôi chứ ai mà nở nào mà lấy mà bán ra buôn cũng coi gì chứ vàng cũng đâu có lời gì lắm đâu bà con bác. Giờ tôi vừa sẽ mua lại đi. Tôi vừa thấy mấy cái này đẹp quá. Tôi sẽ mua cho trà em sữa. Em bán được lắm á. Mua thì phải mua hết cho mấy đứa nhỏ ta. Chai ăn tưởng ngựa phải không? Chai tưởng ngựa. Con này cũng ngựa phải không? Dạ đúng rồi. Thôi mua trước hai đứa nhỏ trước đi. Này, chai. Cho thấy dĩnh trước đi. Còn mấy đứa nhỏ sao để về hỏi ý cái nè. Mấy đứa nhỏ kia một đứa tuổi ngựa, một đứa tuổi tuổi gì quên ta, tuổi khỉ hả? Khỉ có khỉ luôn. Còn một đứa tuổi thôi nhiều lắm quá trời, 6-7 đứa lận. Rồi, kiểu gì hả? Mua không hết con đâu. Cháu đông quá ha. Cọp ăn cọp không em? Có cọp luôn. Đấy là cọp em. Mày mua cho bà xã với lại hai đứa con gái, một đứa con gái với thằng trai. Này chắc đeo ở nhà cho dễ thương hoặc là đeo đi về đám tiệc rồi ha. Chứ đi học đâu đeo này được. Đúng rồi, em đi học nguy hiểm. Hoặc là để dành ở nhà cho bé nó coi thôi. Con này con gì em? Cọp á. Con cọp hả? Dạ. Cọp hiện ta. Cọp hiện khô rồi con quá. Dạ. Cọp đây. Rồi. Cọp nhìn giống mèo quá ta. Cọp anh. Cọp hả? Mèo nó quăng thỏ rồi. Vậy hả? Mình hang giác mèo ở quăng thỏ rồi. Con này giống cọp hơn ha. Đúng rồi. Cọp này nhìn thiện ha. Cọp này nhìn thiện, cọp này nhìn mạnh mẽ hơn. Thôi lấy cọp hiền nữa ha. Đúng rồi. Cọp hiền dễ thương. Dạ anh đâu. Bà xã. Cái này rẻ mà. Chủ máy này, chủ máy hả? bán 400 gram yến được 16 triệu, mua ở này hết 6 triệu. Rồi lát về thì nói ông nhà vợ nói là bây giờ bữa nay chỉ giao được có 250 gram thôi, còn 150 gram là người ta không lấy ém lại có dây luôn ha. Dạ có dây. Thôi anh lấy ba cái này đi. Nhưng mà cái này thì... Chai anh cho màu đỏ hay màu đen? Chai anh nó thích màu đen. Chai màu đỏ đi. Nó cũng thích màu đỏ. Con gái. Bà xã màu gì ta? Tự nhiên tính đi giao yến á, tự nhiên mốc không bao giờ đi giao yến mấy chỗ tiệm vàng hay là... Mấy cái tiệm này tiệm kia á. Cái này là... Mình nhìn thấy là có bắt mua à? Dạ không.
Dạ, anh lấy có màu không? Có màu không? Màu không? Ờ, lấy màu không? Có màu không? Màu xanh nha. Ừ. Không, đang nói là vợ anh á. Hả? Vợ anh thì lấy màu đi. Anh thích màu xanh, cho vợ màu xanh hay màu hồng hay màu vàng? Màu gì ta? Màu hồng ấy hả? Hồng đi. Kệ màu hồng đi. Đi vô đây là thấy dễ thương mà, thấy mắc mua. Vô đây không tưởng này được đâu. Hả? Vô đây không có tưởng này được đâu. Ờ, thiệt chứ bà chủ này thiệt. Đi sao mà kêu em của Thương vừa đi giao. Này đây này. Này ha. Cái này con gì ta? Trâu. Con này con gì? Chưa. Ở đâu lấy con trâu? Ở đâu em xỏ này vô cho. À, à đúng rồi, đúng rồi. Lấy cái này đi. Ờ, anh tưởng là lấy con trâu. Này là con này con ngựa cho Thế Vĩnh nè. Này con chó. Vô cho sữa. Đó, đeo cho để ví dụ mỗi đi đám đi tiệc rồi cho mấy đứa nhỏ đeo thôi à. Chứ ở nhà với lại đi học được không đeo, không nên đeo. Nó dễ thương mà. Con kia là con cọp. Em là con gì Dung? Em là con chuột. Ủa em con chuột luôn hả? Chuột bằng hạnh luôn á. Chuột nhỏ bé. Đứng mà đứng bán suốt từ sáng tới tối luôn hả? Không đi đâu á. Khổ quá ha. Em làm suốt bởi vậy cực á. Đúng rồi, đứng suốt chơi mà bán buôn mà luôn bữa rồi khách nó tới không có. Mất khách. Bán mười mấy năm rồi hả? 17 năm rồi. Cũng giống như anh làm nghề cũng mười mấy năm rồi. Buổi trưa ăn cơm nước làm sao? Đi gọi đây, nhà đây có nấu cơm. Nấu cơm em luôn hả? Ăn cơm đồ ăn ở ngoài đó. Vậy rồi sao đi du lịch được tại? À, đôi khi cũng có đi á. Năm cũng đi mấy lần. Nào có đi bận đi ăn qua anh coi cửa hàng cho. Dạ, tiền đó em trả em. Trời ơi có gì đâu. Dạ, mình bán cái gì mình trả cái đó. Căng à. Ngày anh lấy chỉ vàng chắc em nghèo luôn. Hồi bữa thằng Tài em tính đi mua vàng giả cho thằng vợ mà. Trời ơi. Không có chỗ bán vàng giả. Có à. Bữa nào anh đổi nhẫn cưới à? Có nhẫn cưới nào đẹp không vô? Để coi thử vô. Nhẫn cưới nó bị lâu rồi. Nhưng mà thường thường ta nói nhẫn cưới là không nên đổi. Không nên đổi hả? Đổi là đổi vợ luôn. Ủa vậy hả? Nhưng mà hai vợ chồng cùng đeo mà. Đó. Còn không nên hả? Không nên. Nhưng mà lỡ người nào người ta mất nhẫn cưới thì sao? Thì làm lại giống như trang vậy thôi chứ. À vậy hả? Nên đổi là không nên ha. Đổi là đổi vợ là tốt. Có ai biết đâu. Trung thủy. Thấy nó thấy nó cũng mòn cũng cũ rồi nên lâu lâu mới làm mới lại. Ghê chú. Bây giờ chú mua rồi. Đổ tiền đô luôn hả Dung? Dạ. Quá trời luôn thiệt. Quá trời vàng luôn. Bên kia mấy cái trắng trắng là vàng trắng hay là bạc ha? Dạ bạch kim á. Bạch kim hả? Đây có kim cương không Dung? Dạ có luôn ạ. Có luôn hả? Dạ có. Đâu anh coi thử coi. Wow. Trời ơi. Quá trời luôn rồi. Mua bà xã mua cho. Thế mày. Ba vợ. Mua ba vợ hả? Ba vợ đi để dạ có ba vợ mới có. Có bà xã hả? Coi không có cái gì mình không có, mình thấy mình thích mình coi vậy thôi chứ không mua. Thấy anh tay chân anh đâu có vàng vòng gì đâu không? Có xe anh là được rồi em. Có tiền phải đeo vàng làm gì? Giờ có tiền cũng ngộ ha, mình bởi vì sao mình là dạng thuộc không thích vàng nữa, mình vô vàng mình thấy mình thích mê không cũng đi ra luôn.
cái đồng hồ vàng này nhiêu vô? Dạ cái này cắt. Không mà hỏi thôi. Có giá nhiêu? Cái này 18 triệu. Cũng 18 triệu hả? Dạ. Ủa? Thì nó làm rỗng á anh. À. Mà anh làm đặt đó giống như mấy cái roulette đó thì mắc á. Ủa anh tưởng nó phải cả trăm triệu chứ ta. Nếu mà roulette này cả trăm triệu. Có cánh đặt em cũng là. Này nữ hả? Dạ nữ nam luôn. Nam cũng đeo luôn ha? Dạ có. Cũng có nhu cầu mà đeo vàng mà đồng hồ em làm hết á. Ồ. Thì em cũng làm á. Mua cái này về nó 100 triệu. Được á. Của anh xong chưa? Dạ có xong. Rồi giao bao nhiêu em? Bỏ bao nè. Bỏ bao nè. Học yêu nó bỏ hộp cho anh nha. Bỏ bao đi. Kệ nó bỏ bao đi. Để kệ mang tiếng rồi nó nói mang bao thôi, đựng vàng bỏ vô đây đi. Ôi, bị lắm. Bỏ hộp rồi đem bỏ bao. Nó nhỏ bé quá. Người ghẹo, sáng ghẹo bây giờ bà chủ mới xanh mặt luôn rồi. Ở gần anh là anh ghẹo suốt rồi. Cái này vàng 24. Anh không quen đeo rồi kìa, anh cũng có đeo mấy con. 24 hả? Thì mình để đâu để chân thì cái nào? Chân hả? Chân thì phải khóa tủ kính lại. Ờ, chứ thôi dễ nó dễ bị rớt mắt lắm ha. Bốc hơi á. Dễ bị rớt mắt lắm. Bốc hơi. Để bữa nào à. Ơi này còn một con giáp nè. Đúng rồi con trâu. Trâu nè, quá trời. Thôi chốt vậy đi mua ba cái thôi, đứng đây hồi hỏi mua thôi, lỗ tiền vốn nữa về, lỗ tiền yến nữa về là bù tiền thấy một tổ luôn, là mà về phải nói đi là nói đi đi giao hàng là bị giật hàng, bữa bị bơm hàng giờ bị giật hàng. 6.3 triệu tổng cộng. 6.3 triệu thấy không, bán 16 triệu giờ mình phải mua 6.3 triệu. Thôi anh trả tiền vàng cho em rồi em trả tiền yến đầy đủ cho anh thôi. Cái nào ra cái đó chứ đừng. Ừ. Vậy đó. 2 triệu. 3 triệu không biết đủ không nữa. 4 triệu. Dư á. 5 triệu. 6 dư. Triệu, hết tiền luôn. Hết tiền luôn. 300. Còn có 1 triệu bạc luôn. Mà 300 nè. Rồi anh trả tiền vàng cho em rồi đó. Em lấy tiền khác em trả tiền yến anh nha. Rồi. Rồi cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều. Đầu năm đầu tháng bữa giờ thì quý bà cô chú rất là thương đi đặt yến rất là nhiều. Hôm bữa Phương vừa đi mùng 7 Phương vừa đi giao bị bơm hàng nó cười cũng xỉu. Sáng nay thì gì dưới hả? Em đưa gì vậy? À, sáng nay thì Phương vừa thì nhận được một cái đơn hàng. Đã nhận một đơn hàng yến đó, nhưng mà tại vì giờ Dung là Phương vừa biết rồi, Phương vừa đi đã giao sầu riêng rồi nên Phương vừa ghẹo về vợ thôi. Dạ rồi, cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều nha. Hẹn lại quý bà cô chú anh chị trong một video theo, thấy không, mình làm cái gì thấy không, người ta thương thấy không, rồi cũng người này không mua thì người khác mua thôi, có gì đâu. Dạ cảm ơn, bye bye, chào tạm biệt Dung.